Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ đến các bạn cái kinh nghiệm sử dụng công cụ Clone Stamp trong phần mềm Adobe Photoshop. Với tính năng này, với công cụ này sẽ cho phép các bạn xóa đi những cái khuyết lỗi cũng như làm cái da mịn hoặc là khắc phục những cái nếp nhăn trên khuôn mặt. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái tính năng này rất là hiệu quả. Đối với một số những phần mềm như là mịn da thì chúng ta có thể tẩy đi hết những cái nếp nhăn, nhưng mà nó sẽ không tẩy được những cái điểm mà nó sẽ mạnh như cái vòng mắt, và hoặc là chúng ta sẽ làm lưu đi những chi tiết như mắt. Thì với Clone Stamp thì các bạn có thể tạo được những cái độ mịn ở những nơi mà cần thiết. Ví dụ cách sử dụng cái Clone Stamp bằng cách là khi các bạn chọn phần Clone Stamp trên thanh công cụ, và cách sử dụng là sao, là các bạn sẽ sử dụng phím Alt là cái phím để lấy hút những cái điểm mà không bị lỗi. Và sau đó ví dụ như ở đây chúng ta có hai cái cục mụn ở đây, thì các bạn sẽ lựa cái kích thước bằng cách kích phải chuột cái ở trên cái vùng ảnh bất cứ ở đâu, các bạn sẽ giảm được cái size nó to nhỏ vừa phải. Sau đó các bạn sẽ sử dụng bằng cách gì, có nghĩa là các bạn sẽ lấy một cái vùng mà không bị mụn và đắp vào cái vùng bị mụn. Một cái kinh nghiệm là khi các bạn lấy vùng, các bạn phải để ý là cái vùng mụn này nó nằm trên cái vùng sáng hay tối. Thì các bạn thấy nó đang ở trong cái vùng tối. Nếu các bạn sử dụng vùng sáng ở đây mà các bạn đắp vào thì nó sẽ bị lộ những cái vùng mà chúng ta xử lý. Chính vì thế các bạn sẽ lấy cái vùng ở phía vùng tối này các bạn đắp vào. Và đây có cái phần là opacity, là phần rất quan trọng, là cái độ giống như chúng ta có thể là hiểu cách đơn giản là độ mạnh nhẹ của cái stem. Thì thông thường với những cục mụn thì chúng ta sẽ để ở cái chế độ cao nhất là 100%. Khi chúng ta làm mịn da thì chúng ta có thể để từ 20 đến 30 tùy vào cái sự quen tay của các bạn. Ví dụ ở đây cục mụn thì chúng ta sẽ trên bàn phím các bạn giữ phím Alt. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái vùng mà không bị mụn bên cạnh, và chúng ta nhả phím Alt ra và chúng ta sẽ kích vào cái cục mụn. Các bạn sẽ thấy là sẽ mất. Tương tự ở đây chúng ta lại phím Alt, chúng ta sẽ kích vào đây và chúng ta nhả ra và chúng ta tẩy đây. Các bạn sẽ thấy cục mụn nó mất. Thì trước khi làm mịn da thì các bạn phải tẩy đi những cái vùng nó hiển thị mạnh như các cục mụn, thì khi đó các bạn sẽ làm da nó sẽ tốt hơn. Các bạn thấy đây nó có điểm chấm trắng rồi. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ lấy cái vùng màu đen, vùng tối giống như cái vùng của cục mụn, sau đó chúng ta kích vào thì như các bạn thấy sẽ không cái vùng trắng. Nhưng nếu các bạn lấy cái vùng mà nó trắng sáng ở đây, chúng ta sẽ đắp vào đây thì đương nhiên nó sẽ bị lộ ha. Đấy là một số cái kinh nghiệm. Sau khi xong, bây giờ chúng ta sẽ làm cái thao tác là tạo cái mịn da bằng cách là các bạn là tôi sẽ tắt cái bàn phím đi, các bạn hiểu cái cách mà lấy rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm mịn da, thì các bạn chưa quen các bạn có để là 20, chỉ bạn để 20% thôi. Nó sẽ kích phải chuột, chúng ta sẽ lấy cái stem nó to ra một chút. Rồi sau đó chúng ta sẽ cứ lấy cái vùng mà không bị lỗi, chúng ta sẽ đắp vào vùng lỗi. Thì các bạn sẽ lấy vùng sát gần nhau, bạn giữ phím Alt để lấy hút màu xong kích vào. Chúng ta cứ làm như vậy, các bạn xác định được các cái vùng như vậy và các bạn sẽ làm đều tay. Khi giữ phím Alt lấy, sau đó nhả ra và chúng ta sẽ kích vào. Thì khi các bạn đều tay thì các bạn sẽ làm rất là nhanh. Tôi sẽ làm thử cho các bạn xem. Thì như vậy các bạn sẽ thấy cái hình nó sẽ không bị lưu nhiều, mà các bạn sẽ thấy các bạn hạn chế kích nhiều nhé. Chúng ta kích càng ít thì cái độ lưu hình nó càng ít. Thì đây là cái phương pháp để chúng ta stem. Nó sẽ lấy những cái vùng mà nó không bị lỗi, sau đó chúng ta cứ đắp vào cái vùng lỗi. Đấy, chỗ sống mũi này chúng ta sẽ thấy là chúng ta thể nâng cái mũi này lên bằng cách là chúng ta sẽ chạy thẳng, tem thẳng cái sống mũi, thì các bạn sẽ thấy cái mũi, sống mũi của các bạn rất là cao. Tương tự ở cái phần má, các bạn cứ đều tay, khi nhấn phím Alt một cái xong chúng ta lại nhấn lại chuột nhả ra và chúng ta nhấn chuột trái, chúng ta sẽ giảm cái phân giải lại thấp xuống.
Và như vậy các bạn thấy cái độ da nó rất mịn. Thỉnh thoảng các bạn tem để các bạn có thể kích vào phần history để các bạn có thể được những cái ảnh cũ của bạn và sẽ bật lên. Để làm sao để các bạn tránh cái trường hợp một số bạn mà chưa có quen tay, các bạn sẽ tem đi những cái vùng khối của cái khuôn mặt, tạo tem một hồi xong chúng ta xem lại thì cái mặt nó bị phẳng lì, có nghĩa là mất hết toàn những khối. Nên các bạn sẽ phải để ý là những cái vùng sáng tối các bạn phải đi nó chuẩn, nghĩa là vùng sáng ra vùng sáng và vùng tối vùng tối ra vùng tối, như vậy thì các bạn sẽ thấy được cái khối nó sẽ lên. Các bạn sẽ tem tiếp. Ở đây có một chút là các bạn kích phải chuột cho cái bút nó nhỏ một chút và cái độ mạnh nó lên khoảng tầm 30 để làm sao để các bạn xóa đi lớp nhăn ở cái mắt. Chúng ta kích chậm thôi, chúng ta cứ lấy vùng bên cạnh chúng ta đắp lên, chúng ta có thể xóa đi vết nhăn. Và các bạn xóa một chút thôi, đừng có xóa nhiều quá. Sau đó chúng ta lấy 20, chúng ta tem nhẹ. Ta xóa nhiều quá thì nó sẽ làm giả cái mắt. Ok, tương tự bên này cũng vậy, các bạn sẽ đi theo đúng cái khoảng màu, cái mảng màu sáng tối. Thì khi các bạn đi như vậy thì nó sẽ không bị phẳng cái mặt. Như bạn thấy độ mịn nó rất là đẹp, nó không có mịn quá mà nó sẽ không bị mất các cái chi tiết mà chúng ta giống như chi tiết mắt. Và chúng ta sẽ tem, các bạn có thể di một khoảng, tem cái khoảng mắt nó sẽ di đều vuông tròn. Ví dụ như khoảng mắt này chúng ta kích vào điểm đầu, xong rồi chúng ta di nhẹ các cái vùng phía sau. Thì tương tự cái phim A nó sẽ lấy cái vùng dưới này nó đắp lên trên. Tương tự ở cái phần miệng, những cái phần nào khó quá thì các bạn có thể là nó nhỏ quá, các bạn có thể thu nhỏ những cái bút lại để các bạn làm. Và tương tự phần phía dưới. Chúng ta cứ kích đều tay thôi, phím An chúng ta sẽ kích đều, sau đó chúng ta nhả ra và kích ra vùng mới. Ok, thì đó là một số cái thao tác. Các bạn sẽ thấy so với hình cũ thì các bạn sẽ thấy là cái lớp nhăn nó rất là nhiều và cái mặt nó không mịn. Thì chúng ta sẽ sử dụng clone stem, chúng ta sẽ tạo cái độ mịn và các cái chi tiết nó sẽ không mất, như cái chi tiết mắt nó sẽ không bị lưu và nó vẫn giữ lại được. Và cái mọi thứ của chúng ta nó rất là đẹp. Ví dụ như cái môi này chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ cho nó mịn đi một chút, nó không bị lếp nhăn nhiều. Chúng ta có thể tem. Ok, như vậy là các bạn đã xong. Các bạn thấy lếp nhăn chúng ta cũng mất đi. Thì đó là một số những cái cơ bản khi các bạn sử dụng cái tính năng clone stem mà để chúng ta áp dụng vào cái việc mà chúng ta làm cho khuôn mặt nó trẻ hơn và độ mịn nó mịn hơn và mọi thứ nó đẹp. Thì thông thường thì chúng ta hay sử dụng cái tính năng này cho các cái ảnh stereo và hạn chế sử dụng các cái plugin làm mịn, nó sẽ làm mất đi những cái chi tiết mà chúng ta muốn giữ lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bài chia sẻ tiếp theo.